một sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu từ Mỹ. Sau bữa tiệc BBQ là cả một thử thách khi chúng ta phải nhọc nhằn gọ rửa lò nướng, khay nướng và vỉ nướng. Lúc này đã ám đen vì lửa, khói hay thức ăn cháy xém bám vào. Đó là quá khứ của bạn. Còn bây giờ chỉ sau 5 phút, Sprayway 824 sẽ làm sạch tất cả. Hãy xem quá trình mà Sprayway 824 tách lớp bám dính khỏi bề mặt, trả lại vẻ sáng bóng cho lò nướng điện của gia đình bạn. Hiệu quả không ngờ sau khi sử dụng. Bạn hoàn toàn có thể làm điều tương tự với chảo đa năng kết hợp cả chiên và nướng. Những vết cháy khét sẽ được làm sạch trong giây lát. Còn với dụng cụ nướng bằng than thì sao? Công thức ưu việt của Sprayway 824 tác động sâu lên vết bẩn, kể cả dầu mỡ, thực phẩm đã cháy khét và dính chặt lên bề mặt khay nướng. Hãy xem kết quả sau khi sử dụng Sprayway 824. Hãy làm những thao tác đơn giản như vậy với vỉ nướng, tráng qua nước để khô và cất đi, giống như là những vết bẩn đó chưa từng tồn tại vậy. Hiện nay, việc sử dụng lò vi sóng có chức năng nướng khá phổ biến. Với thiết kế 5 mặt kiến như vậy, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn để làm sạch các vết ố và mảng bám lâu ngày. Những thử thách như vậy đã khiến Sprayway 824 thực sự nổi bật, không chỉ làm sạch nhanh chóng và nhẹ nhàng mà còn an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Giờ đây, cả gia đình bạn sẽ yên tâm thưởng thức hương vị tuyệt vời của các món nướng vì quá trình làm sạch đã có Sprayway 824.